Vụ gì vậy? Vụ gì tới vậy? Ba sợ thiệt cái ông này, cái này em sợ thiệt chứ không có giỡn. Hôm nay sợ chơi gầm. Hôm nay nó sợ chơi gầm. Con hiếu với bà đó không? Con hiếu lắm, nó sợ chơi gầm. Sợ thôi chứ không có sợ ấy. Nó chơi chứ hiện tại giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mọi người. Giờ ở Sa Đéc đang mưa rất là lớn nha mọi người. Đâu qua mấy? Ờ đúng rồi, 3 giờ mấy rồi. Đang Sa Đéc mưa rất là lớn. Cái đám mưa này không chừng hồi là nước lên nữa nè mọi người. Bữa cậu Năm bơm ra rồi mà bây giờ đám mưa này mà không kết thúc sớm là nước lên tới trời luôn á. Mọi người nhìn giờ trời bị tạt rất là nhiều luôn nha mọi người. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình dự tính hết trơn rồi là làm một cái món ăn. Quay clip cho mọi người xem món ăn rất là hà ngon. Do một người bí ẩn về đây làm cho mấy anh em mình. Điểm tâm sáng. Đúng rồi, món này cũng là một điểm tâm sáng rồi mọi người. Thì giờ trời dồn hết rồi, để ổn định lại cái mấy anh em mình bắt đầu nấu cái món ăn đó rồi quay cho mọi người xem nha. Đâm khóm ra để làm gì, để họ mình hỏi biết chính, còn mình không biết đâm khóm làm gì nữa. Mình đâm cho nó nhỉ nhỉ thì nhỉ nè. Anh Nhân ơi, khóm mày đâm ra làm gì nữa cho anh lấy nước rồi xong là gì nữa? Đổ rồi, cái nước đổ là xét giật. Mọi người nghe tiếng gì không mọi người? Đó, gắn mic rồi chắc mọi người không nghe được đâu. Mọi tập trung. Hey, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã TV. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình rất là vui được một cái vị khách mời đó. Đồng vị khách mời. Nói chơi với vô tem mày hơi nhây cho nên mọi người thông cảm nha mọi người. Thì bữa nay Tứ Định cũng là khách mời rồi. Thì anh Nhân cũng là khách mời, nhưng mà đây là anh Nhân là một vị khách đây, được gần ở đây. Anh Nhân là một vị khách biết sao không? Ảnh đem cái món bò kho xuống cho nên ảnh mới thành khách mời. Nói chơi thôi chứ mọi người có xem một cái video là thử thách thằng dẻo ăn ớt á, thì có nói là có một cái gọi là một cái nhà tài trợ mà tặng số tiền 2 triệu đồng á là đây. Không mấy nay anh hách em nữa đi rồi. Trời tức quá, tức là thấy thằng dẻo nó ấy vậy tức quá, bây giờ thử hách lại nhưng mà anh không, mà sáng tỏ đúng không? Ok không? Sáng tỏ đúng không? Hay đẹp. Mà ngày hôm nay anh Nhân nói là anh có một cái món gọi là rất là ngon để về nấu cho anh em mình gọi là thưởng thức thử đó. Mấy anh em mình cũng đang rất là hăng hái để chờ đợi cái món đó, là cái món bò kho nha mọi người. Wow. Món này là điểm tâm sáng được nè, mà ăn trưa cũng được, ăn tối cũng được luôn. Nó là một cái món ăn chứ không phải là cái món ấy nha mọi người. Rồi bây giờ anh Nhân nói chuyện đi. Giờ nguyên liệu gồm có những gì? Nguyên liệu gồm có hành tím, à, cà rốt đó, hành trắng và sả, màu gai, quế, ngòm. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ sắc hành tím nha mọi người, mình sắc nhuyễn nha. Để mình nêm vô thịt bò. Trong khi Nhân sắc hành tím thì mấy bạn đem nước ướp với lại bò đồ vô mọi người. Để cho hồi Nhân ướp nha mọi người. Anh Nhân này anh giới thiệu ảnh là đầu bếp 5 sao vậy wow. Mọi người. Mọi người Nhân. Sao gì thì không biết. 5 sao. Anh là chủ nhân món gì. Anh chủ nhân cái món cua súp cam mấy anh em mình đã làm ở clip trước đó mọi người. À, quá dữ, quá bữa qua nhà anh chơi anh đãi vịt cò đó, để nguyên lông nướng luôn. Đúng rồi. Ăn mắc cổ cũng chết. Bữa nay bò là còn lông. Ê. Giỡn vui luôn. Nguyên liệu gấp gồm sốt cà ri dầu. Sốt cà ri dầu. Này lạ nè, cái này đó giờ anh em mình chưa sử dụng luôn. Gia vị nấu bò kho. Trời mình ơi. Có 2 bịch. Mình có 3 hũ. Món cà ri bò. Thử anh giữ lắm anh cũng không phải gói gì vậy. Đúng rồi. Đó giờ người ta làm vậy mà. Đúng rồi. Tự người ta mua anh mua mắc khén gì anh xây chứ. Khén vỏ quế rồi nè. Rồi nó về ướp mọi người. Muối được một ngọt nha mọi người. Mình cho sốt cho nha mọi người. Sốt cà ri. Rồi mình cho gia vị bò kho. Mình cho 2 bịch nha mọi người. Rồi mình cho 4 muỗng đường. Hai bột ngọt nha mọi người. 3 muối nha mọi người. Rồi để nửa bịch đi cho nặng nha. Để nửa bịch đi để nó mặn nhé. Rồi để xả. Như đây anh. Đúng rồi. Hành tím. Em xong cái tay để vô. Rồi trộn lên, trộn lên, trộn đều lên. Trộn với muỗng nha, lấy muỗng để trộn. Ở đây là nấu này là 3,5 kg bò nha mọi người. 3,5 kg bò mà sợ. Mình ướp xong mình đợi khoảng 30 phút nha mọi người. Ok. Nay mời đầu bếp về nấu ăn rồi giữ chi trời. Trên cái đầu tư ghê chứ. Đầu bếp này Phú Quốc được nha. Phú Quốc người ta nấu hải sản mà. Dữ
về đây nó bột hơn. Bò đảo. Sau khi mình ướp thịt, mình đợi cho nó thấm á, bây giờ mình đi khử. Khử mấy này là dục luôn. Khử là nhanh nếm thử rồi vừa ăn. Bỏ xả vô khử nha mọi người. Khử cho nó khét luôn. Khử cho nó khét. Thôi lấy cái miếng vải làm cái đồ nhắc nồi cho bạn nhân luôn. Lấy khử xả luôn á. Chiên bò khô thôi. À, còn mấy kia là mình khử tỏi. Khi mình ướp thịt mình để vô nha mọi người. 30 phút. Đã 30 phút trôi qua thì anh Nhân sẽ bỏ hết phần thịt vô đây. Bữa nay gọi là đứng nhìn đầu bếp làm để mà ăn thôi, tại vì mời đầu bếp về mà tốn 8 triệu rưỡi nha mọi người. Bật lửa lên anh, bút đầu bếp về mà món là 8 triệu rưỡi. Thôi anh đục chỗ mặt em với anh Nhân. Đảo sơ nha. Đảo sơ thì đừng đảo mà. Quá thơm. Thơm thiệt á. Đánh đi vô. Xì ra kìa, xì ra kìa anh Nhân. Cái mỏ này xì nè. Clip nè. Có, xong có vậy. Bể vụ quá chứ người Tướng ơi. Rồi xong rồi con. Nó không ra không được rồi anh ơi. Rồi sao? Rồi bây giờ Nhã cầm máy đi, anh lấy cái máy cắt sắt đó anh cắt chưa? Thiệt mà em nói thiệt thì em. Rồi xong rồi, xong toàn rồi, xong rồi. Ơi. Wow. Chặt cái lại ra cái đó. Ra cái lại. Hai nước dừa rồi. Ẩu rồi đó bà. Hai nước dừa. Không được. Vào mát để mình đùm lại cho mình đừng giỡn. Lấy cười. Cái gì? Khùng khùng. Lấy nước bọt á. Chân chân. Lấy xà bông nè. Ngu. Ngu lâu hả? Bỏ nha con. Đứng cái hộp 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 nè. Ra hả? Ra rồi. Vẫn chưa ra. Ngu lâu. Đi. Để nước dừa vô nghe mọi người. Dừa tươi nha. Dừa tươi. Hết luôn không anh? Hết luôn. Quá đã luôn. Gì vậy? Nước cốm nha mọi người. Nước cốt cốm. Cốt cốm. À cái này là vô cho nó chua chua không anh? Giống bị hư đúng không? Đúng rồi. Vậy ba. Ba đã làm hoài á. Lâu lâu qua đây chơi là không có dặn anh em nha. Anh em đây quằn lắm nha. Lọc rồi nè. Mấy em quằn lắm nha anh Nhân. Không sao. Anh dặn thì anh khúc này là anh về là vừa nè. Tại vì biết rồi xong rồi. Xong rồi xong chính rồi. Chính là ăn rồi. Tại mấy đứa nghe em qua mua bánh mì sẵn hết trơn. 45 phút mình hầm bây giờ nó cũng gần chín nha mọi người. Tường. Quá trời thơm luôn rồi. 2 tiếng nó sẽ ngon. Giờ bữa nay xuống đây mình phải gấp mới được. Wow. Quá trời. Có ăn thử không Nhân? Đợi, có ăn thử. Chạy nước miếng luôn mọi người. Wow. Wow, thơm quá. Ô thơm quá. Nói chơi chứ nãy giờ mấy anh em có nói gì đừng dặn nha anh Nhân. Hồi mấy anh em nhận xét cái món ăn cũng không dặn nha. Còn cái này có bỏ vô không? Bỏ vô. Bây giờ hay ngồi ăn xong mới bỏ. Tại sao nó ăn xong đi bỏ luôn, bỏ không ghét. Rồi vô đi, chứ vô đi. Mấy anh em nhây lắm mọi người, cho nên là cách cứng là mấy anh em cũng như mấy anh em mà nhây là nhây đều hết vậy đó. Phải cứng mới vô đây được không? Cứng mới vô đây được, anh có cứng không? Không, anh xong mặt đi. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra tô, rồi anh em sẽ đem ra bàn cùng những vị khách thưởng thức. Ủa này không nấu cho chín này hả? Gì cũng nghĩ nó bắt lửa này. Rồi. Rồi mấy anh em múc ra nha mọi người. Quá đã luôn mọi người ơi. Dớt ở dưới lên. Nè, tấn là cà gót với nước rồi đúng không? À bò nè. Trời ơi. Bò nè mọi người. Cà gót đồ này nha mọi người. Nè, anh tấn là cà gót với nước không à. Chế nước xả nữa. Cà ghi là phải có nước nha. Đây anh Nhân. Cà ghi gì vậy? Cà ghi gì ba? Bò ghi. Bò ghi. Ủa bò ghi. Lộn bò kho, lộn. Cà kho. Làm quê mãi. Bò hôm mà cái miệng anh nó hôm luôn hết. Ơi. Nè, bữa nay chia ra nha. Đã lắm mọi người luôn. Ngày mưa mà ăn bò kho nóng rồi thôi. Không có gì mà để nói hết cho mọi người. Chấm muối ớt hả? Muối ớt này là hợp lý mốt mà. Làm gì nói vậy? Anh nói gì vậy? Hợp lý vô đó. Đó, rồi anh em ngồi xuống đi.
Rồi bây giờ mày anh đầu bếp anh ăn trước nha mọi người, tại vì việc gì cũng vậy phải thử đập. Không anh ăn trước đi. Thử đập trước mới được. Rồi mời mọi người nha. Anh cho cái cảm nhận khi mà anh ăn thử cái món anh làm cái đi tính. Món này đó giờ mình mới ăn mà nấu tại nhà nha mọi người. Ngon á. Thơm, có mùi vị, mùi hương, mùi thơm rồi đó. Còn cái gia vị thế nào? Ngon. Ngon không anh? Ngon. Mấy em ăn được không ta? Để anh ăn thêm. À. Anh chưa ăn miếng bò nữa, anh miếng miếng nước hả? Thì giờ thơm á. Không. Rồi xin mời anh em. Nó chơi không mọi người, giờ mời mọi người ăn bánh mì chấm bột kho. Bánh mì đó. Mọi người ngon, có bột kho ăn bột kho đỡ mọi người, mời tất cả mọi người nha. Ừ. Nước chấm đậm đà nha mọi người. Ừ. Thơm nước, nước thơm á. Đúng thơm luôn. Ăn thử miếng thịt. Miếng bò chấm với muối ớt khỏi phải bàn luôn. Mời ba, mời tất cả mọi người nha. Thịt bò mềm á, có da nhẹ á, thơm thì có thơm ngon, không khác gì ở ngoài ngoài tiệm luôn mọi người. Cái này có miếng hủ tiếu, mềm cái hủ tiếu luôn, mềm hủ tiếu bò kho á. Ngon mà. Wow. Xé cái này ra nha mọi người. Đây, bây giờ bánh mì là phải có pate nha, đàn ông là phải có máu dê trong người nha. Mời mọi người ăn mấy bò coi nha. Tại phải ăn nước lỏng giống vậy nè. Phải ăn nước lỏng hả? Nhằm khi mà có người ta bò coi mà tiện chứa nước nó đặc đặc để lâu ngoài. Sang thì thích ăn nước lỏng. Nước lỏng gì dễ ăn mọi người. Đợi ngán nữa, thiệt luôn á. Đặt là người ta một là người ta bỏ bột 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 năng gì vô á. Không lỏng mà mai mốt đi với Phương cho ăn lỏng không? À bò coi hầm càng lâu nó càng ngon, hâm lại nhiều lần càng ngon. Cái phần bò này phải hầm có mấy tiếng mới ngon nha. Chứ giờ thì nó gọi là nó mới hơi ngon thôi chứ nó chưa có bị gục giống ngoài tiệm. Gục mà sắc nữa mới ngon. Nó mềm, nó có cái dai nhẹ. Thơm, dai. Nước thì vừa ăn, nước này ăn bánh mì cũng được, ăn hủ tiếu cũng được, ăn phở cũng được nha mọi người. Rồi ăn gì dữ vậy anh? Chưa chơi hết chén luôn rồi. Này mặn quá đâu vậy? Anh để thử anh. Thử cái nước dùng một chút nha mọi người. Đậm đà. Vậy không phỏng lưới nha. Thơm quá. Em. Cái nước này để nó sắc lại một cái nha. Thịt nó mềm, nó ngon, thử cũng phải được. Anh thử thịt ta. Mình thì mình phải chấm nước mắm nha. Kệ thôi. Anh phải dai nè, dai dai còn dai dai. Em thích mềm, mềm cứng. Mềm gục quá. Em thích mềm. Mềm gục nước tắc. Nó sẽ ngon, nó đúng cái vị là bò kho. Còn này mới là cái bò xào à. Bò xào. Mà rất là ngon nha mọi người. Rất là đậm đà. Nếm rất là ngon. Rất ok. Cảm ơn nhân đã hỗ trợ em một cái bữa bột hơn thế này. Thôi là nha. Dạ, bánh mì trước anh em ơi. Cái này chỉ bánh mì hết bài. Đây mời anh em. Mà không còn để gì nữa. Cái nước vừa ăn lắm, nước vừa ăn. Đúng rồi, đấy nước là nước dừa đấy. Nước này giống ngoài tiệm, nước dừa luôn. Mà có điều nó hơi lỏng, nó hơi lỏng hơn ngoài tiệm chứ. Rồi mình ăn hơi miếng bò hơn rồi. Nói cảm ơn mọi người nha. Bò. Bò còn dai. Ngon. Dai dai thì được, ngon. Mà hâm tầm mấy lần nữa là nó mềm lại à. Mà dai dai này là ngon nè. Không còn okay. Mấy lần nữa rồi. Lần một hết. Lần một hết à. Bánh ngon. Dai dai hết rồi. Cảm ơn mọi người nha. Bò ngon quá đúng. Quá mùi da hả? Anh biết gì đâu. Nãy giờ ăn chưa hết chơi cái chén rồi. Chưa cảm nhận được nó. Cắn rồi. Bất lợi như thế nè. Mày có hủ tiếu nữa nè. Ê mà nhân nấu bằng cái thịt này là thịt gì của con bò? Bắp. Bắp bò. Bắp hả? Hàng gì nó có răng răng ăn đã ghê. Có cái phần rau mùi á, nó tạo nên một cái hương thơm rất đã trong thịt bò nha. Anh Nhân thì anh cũng ở tác bên mấy anh em mình nè. Cho nên anh cũng ngỏ lời anh nói qua làm thử cho mấy anh em ăn món mò kho. Mà mình thấy thì kênh đó giờ chưa làm món mò kho nên là
Ngày hôm nay anh Nhân anh qua làm món bò kho, nói chơi nãy giờ giỡn thôi chứ cũng cảm ơn anh Nhân nhiều nha. Anh Nhân không nói gì đâu, phải cảm ơn người. Đó, thì anh là cũng là đó, cũng làm đầu bếp mọi người cho nên là anh cũng biết nhiều món. Hy vọng sắp tới anh có nấu có món gì lạ lạ nhé, hú mấy anh em nha anh nha. Rồi ok. Đã là một người anh qua anh mua hết bò anh nấu nó. Kiếp đẩy nhiệt tình. Đây mọi người thì nói chung bữa nay anh Nhân anh thích mời với lại mình giải thích cái thắc mắc mà hôm nay mọi người thắc mắc nè mọi người. Đây là Tí Đình. Tí Đình là về đây chơi với mấy anh em mình. Rồi hiện tại giờ Tí Đình về đây làm nha mọi người, là làm edit cho kênh của mình. Cho nên là mọi người đừng có thắc mắc gọi là đừng có tô ship Tí Đình. Tí Đình gọi là về đây chơi. Rồi anh em kiểu như Tí Đình nhắn tin trong nhóm á, nhắn cái đoạn tin nhắn đó là kiểu như là vào team gọi, tức là vào chơi với mấy anh em gọi mọi người, chứ không phải là cái gì nha. Cho nên mọi người cũng đừng tô ship bạn làm gì mất công lắm mọi người. Tất cả đều là anh em hòa đồng, cùng nắm tay nhau nói lại biến xưa. Cho nên là không có chuyện gì xảy ra đâu mọi người. Thì Tí Đình về đây làm với mình thì cũng vô trò chơi, thì lâu lâu vô góp mặt vô mấy clip sinh tồn hay là những clip ăn uống của mấy anh em mình thì cũng vui, càng đông càng vui chứ gì đâu mọi người. Mọi người cứ yên tâm chuyện đó ha. Lần nữa cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Anh em cũng tay. Nói rồi mà hết rồi kìa. Hết rồi luôn rồi, hết luôn rồi. Trời ơi, ông cũng ngày mai. Làm gì có ngày mai. Tấn ăn vừa vừa hết rồi, để mới quay thấy anh ăn nhiều. Bây giờ anh chưa kịp cảm nhận nó đó. Nuốt còn mà không nhai. Chưa cảm nhận, anh giống chưa bắt giới luôn. Nuốt cái đào. Mình nói rằng là anh không tin thật nữa. Nó ngon không nhỉ anh em, thấy ngon không? Ngon. Bò này mình thấy mình ăn thích á, tại vì nó dai dai mà nó không có quá dai. Cái loại bò này nó mỡ nó không nhiều, mình ăn nó ít ngán á. Đúng rồi, nó phần bắp nữa nó dai cũng ngon. Bắp gì? Phần hồng ngán. Canh rồi mọi người ơi, cái này tàn máng. Quá ngon luôn, rất là tuyệt vời luôn mọi người. Mưa mà ăn bò kho nóng nóng chấm mì thì quá đã rồi mọi người ơi. Bây giờ thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video nãy giờ mấy anh em mình nha. Nếu mọi người thấy cái món này của anh Nhân gọi là ngon hấp dẫn thì mọi người để lại một like cho anh Nhân nha mọi người. Mọi người nếu như muốn anh Nhân về đây mà làm nhiều món ăn hơn nữa, hay là có món gì đó để thử hết anh Nhân ấy, thì mọi người cứ comment đi. Lâu lâu cái mình nhắn tin ảnh anh từ bên đó chạy qua bên đây cái anh làm cho mấy anh em mình ăn. Được. Làm hoài ghét người ta nói sao đó, mình lợi dụng. Anh tự nguyện mà. Anh tự nguyện. Anh nói vậy được. Anh tự nguyện nha. Anh tự nguyện. Anh tự nguyện nha. Anh tự nguyện. Anh tự nguyện qua nấu cho mấy anh em mình ăn. Xong rồi anh xong rồi ngày ăn hai cử. Đâu ngày em ăn ba cử là lẻ với mày. Chưa rồi chiều. Có lâu lâu có cử đêm nữa mà không dài không ăn cử đêm. Anh có ăn dặm hay không? Ăn dặm ăn đám đá hay gì? Không ăn dặm á. Khuya. Dạ mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.